4 mỹ nhân cổ trang mới hứa hẹn khuynh đảo màn ảnh hoa ngữ. Thứ nhất, Mao Hiểu Đồng. Tham gia hàng loạt bộ phim truyền hình, tuy chỉ đóng toàn vai phụ nhưng Mao Hiểu Đồng vẫn rất được yêu thích nhờ khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu cùng khả năng diễn xuất tốt. Nữ diễn viên có thể thể hiện nhiều dạng vai khác nhau từ ngây thơ, nhí nhảnh đến quyến rũ, độc ác. Trong năm nay, Mao Hiểu Đồng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khi thể hiện xuất sắc vai Lý Thường Như trong Cẩm Tú Vĩ Ương. Dù đóng cùng hàng loạt mỹ nữ nhưng cô nàng không hề lép vế mà còn được bình chọn là bông hoa đẹp nhất của bộ phim. Thứ hai, Dương Tử. Bước chân vào làng giải trí ngay từ khi còn nhỏ, Dương Tử là gương mặt quen thuộc với khán giả Trung Quốc qua các bộ phim từ hiện đại, dân quốc đến cổ trang ăn khách. Trong năm 2016, Dương Tử gây thương nhớ với khán giả truyền hình qua vai diễn Lục Tuyết Kỳ trong bộ phim ăn khách Chu Tiên. Tuy nhân vật Lục Tuyết Kỳ không xuất hiện nhiều, nhưng với nhan sắc lạnh lùng thoát tục, khí chất băng thanh ngọc khiết, tựa thần tiên cùng diễn xuất vô cùng ổn, Dương Tử tỏa sáng không hề thua kém nữ chính Bích Dao của Triệu Lệ Dĩnh. Thứ ba, Cúc Tịnh Y. Là thành viên của nhóm nhạc thần tượng SNH48 và được ca ngợi là mỹ nữ 4.000 năm, Cúc Tịnh Y luôn thu hút khán giả bởi gương mặt xinh đẹp hoàn hảo của mình. Trong năm 2016, Cúc Tịnh Y có cơ hội lấn sân sang điện ảnh, người đẹp đảm nhận vai diễn Tuyết Phi Sương Hoàng Phi Vũ Tộc trong bộ phim cổ trang huyền huyễn Cửu Châu Thiên Không Thành. Dù diễn xuất còn nhiều điểm chưa tốt nhưng với tạo hình cao quý kiểu diễm, khuôn mặt xinh đẹp làm lay động lòng người, Cúc Tịnh Y nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả, thậm chí vai diễn của cô nàng còn được chú ý hơn cả nữ chính Tịch Phục Linh do Quan Hiểu Đồng thể hiện và được đánh giá sẽ trở thành một trong những mỹ nhân đình đám nhất màn ảnh hoa ngữ trong tương lai. Thứ tư, Mạnh Tử Nghĩa. Trong đầu năm 2017, Mạnh Tử Nghĩa là cái tên nóng hổi của màn ảnh hoa ngữ. Thể hiện vai Mục Niệm Từ trong Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017, nữ diễn viên khiến khán giả rụng rời vì nhan sắc kiều diễm của mình. Mỗi cảnh Mục Niệm Từ xuất hiện đều khiến khán giả không thể rời mắt trước khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo và đường nét sắc sảo không góc chết của nữ diễn viên. Năm 2016, Mạnh Tử Nghĩa còn từng thể hiện vai diễn A Hoàn Thạch Nghiễn trong Võ Thần Triệu Tử Long. Cô nàng được khen ngợi là có nhan sắc nổi bật hoàn toàn lấn át tiểu thư Hạ Hầu Khinh Y do Yuna thủ vai. Dù là một cái tên còn rất mới của làng giải trí, tuy nhiên Mạnh Tử Nghĩa được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn diễn xuất và được bình chọn là mỹ nhân cổ trang mới của làng giải trí xứ Trung.